Rồi thì sau khi hàn xong á thì mình ráp vô nè ha, ráp vào đây và đường truyền xuống đây ha, ráp ống nó vô luôn rồi. Đó mình nói một đoạn này nè, này nước vào ha, nước vào bồn. Đó thì cái đoạn này nó nằm như thế này nè anh em, ánh nắng sẽ vô trực tiếp bên đây. Anh em có thể dùng băng keo quấn lại ha, hoặc là đó thì mình dùng sơn mình sơn lại. Nói chung là cái nào nó chống được cái ánh nắng, nó làm phá vỡ cái lớp này thì mình làm thôi ha. Thì thông thường mấy anh em thợ điện thì chúng ta dùng băng keo chúng ta quấn lại, thì mình thì nói chung là băng keo thì xài lâu năm anh em mới biết rồi đó, điện thì nó đâu nắng mưa gió thì nó cũng sẽ bung thôi. Thì bây giờ mình sẽ quét sơn ha. Đây đó. Chuẩn bị một hũ sơn nhỏ anh em. Thì mình sẽ chọn một sơn màu trắng á, tại cái nằm ở trên đây là cái khúc này là nó ăn nắng nhất. Cái đồng trên đây nè ha, ăn nắng lắm. Ok ha, một lát cho nó khô lại mình sẽ quét thêm lớp nữa. Đó vậy thôi, ống này nó có khuyết điểm, nó không không có chịu được ha, không có chịu được cái ánh nắng, xài thời gian là nó sẽ bị nổ giống vậy anh em. Nói chung mình kỹ mình làm thôi. Còn dù như cái ống mà nó nằm ở đây nè, mình quét này, bây giờ mình quét hết rồi nè, cái đó mình không quét sót đó, thì sao mình sẽ phủ thêm lớp nữa, phủ thêm lớp nữa. Nói chung đây là cái công việc này là việc gia đình mình làm thôi ha, mình có dụng cụ mình làm thôi, đâu cần phải thuê người ta làm gì. Nhiều anh em không có, cứ thuê điện nước người ta làm thôi, rất đơn giản anh em. Này là cái ống thở của nó ha, vừa ra mà là vừa thở nữa, ống ống ra. Thì trong bọng nước nó phải có cái hơi để nó thở ra nè, không có nó kín mít hả, nó rút đâu được. Sáng nay mình lên thì quét lại 4 năm rồi. Bốn năm mấy chứ, gần 5 năm rồi đấy. Nhà này cất lâu lắm rồi. Đúng rồi. Nè anh em thấy không? Nè. Ở đây mà lâu nè, thấy nó lâu ngày nó bị nè, sắp sửa oxy hóa nữa nè anh em. Thấy chưa? Bởi mà nói cái này chắc nay mai mình làm nữa nè. Không có lâu, tại này nằm phía dưới nha anh em, nằm phía dưới là chuẩn bị oxy hóa nữa nè. Anh em phải quét luôn. Này không, nói chung là lâu lắm rồi, chắc bị sót đây nè ha. Lúc chúng ta làm mà mấy anh em thợ không có nhắc á, thì chúng ta không có biết, không biết thì nó sẽ tốn kém tiền chúng ta sau này thôi. Wow, nó sắp thủng lỗ nữa rồi, chắc cái này trước sau gì cũng phải làm nữa rồi. Những cái này rất tốn điện tiền nước nha, nhiều lúc nằm trên bồn nó bị xì anh em không biết. Có nghĩa là sao, nghĩa là chúng ta xài nước máy á, nó sẽ xì ha. Nó sẽ xì nước và nó nằm ở trong cái sân thượng nè. Rồi chúng ta không biết nó xì luôn ha, hao nước quá chúng ta lên kiểm tra thì mới phát hiện nó xì thôi. Đó, còn chúng ta sẽ tốn thêm một khoản tiền nước cũng khá khá đấy. Do nó nước chúng ta nó chảy trong bồn này nó xuống đường cống luôn, chúng ta đâu biết được nó xì đâu. Chỉ biết là
hao nước quá, khi mà nó hao nước nhiều quá thì nó đã mất biết bao nhiêu khối nước trong đây rồi. Chúng ta đã đóng một đống tiền nước luôn rồi đó. Thì nói chung những cái này chúng ta làm rất là tiết kiệm ha, vừa tiết kiệm công sức vừa tiết kiệm tiền nước chúng ta nữa. Thì nên anh em ví dụ như ở nhà có thì chúng ta nên làm ha, không phải mượn. Nói chung bây giờ những cái ngành công cụ dụng cụ anh em ta mua về nhà ta tự làm hết rồi. Anh em thấy bên Mỹ không, đâu có bao giờ nó mượn ai đâu ha, chỉ việc đem về nhà tự làm thôi. Thuê rất là mắc và rất là khó thuê, dù bản thân mình đi mình không biết ai để mình thuê hết, dù bản thân nhà nước bị rỉ đi và biết ai thuê bây giờ. Hoặc là mình sửa đồ không có đồ sao mình sửa, phải thuê, phải mua công cụ về mình làm ha, thuê rất là mắc. Thôi những nhà thì chúng ta ở rất là lâu thì chúng ta nên sắm luôn, ta làm cho nó dễ, mình thì theo quan niệm đó. Còn những anh em nào không biết làm thì mình thuê thôi. Nói chung từ từ mình cũng sẽ làm những cái video về sửa chữa giống vậy, giống như là tự làm á ha, đi qua nhà tự làm vậy đó. Cái gì công việc nhà thì mấy cái này thì tự làm thôi, chứ không có thuê nữa anh em. Đó thì ok ha, những cái mà nó như thế này à, mình đã sơn hết rồi nè anh em. Đó thấy anh em mới cóc không, đã sơn nè, bao nhiêu năm nè, chùm thêm cái này nè, vài năm lên thì chúng ta phải sơn lại thôi ha. Thì cái này mình đã lòn ống vô thì nó cũng đỡ rồi. Còn dưới đây ha, nè dưới đây mình sơn thì nó không có bị nè ha, bao nhiêu năm rồi nó đâu bị đâu. Thì bây giờ mình sẽ quét thêm thôi đó. Còn cái ống nước này, ống nước vào anh em á, vào thì không cần, ống nước vào mình đã dùng ống bình minh á, đâu cần quét làm gì. Còn cái ống mà nóng lạnh á, ống ra nè, ống này nóng, nước nóng ra thì phải quét, không quét thì nó sẽ bị oxy quá. Anh em quét càng nhiều lớp càng tốt, nói chung thì khoảng vài năm nên quét lại một lần, cuối năm nó lên thăm khám nó bị cóc thì nó quét thôi, nó sẽ lâu hơn. Này chúng ta bây giờ chúng ta quét luôn, quét cho hết cái hũ sơn ha. Chúng ta mua thì sơn để lâu thì nó sẽ bị hư đó anh em thấy không nè, những cái chỗ mà nó bị chóc nè ha, nè những cái chỗ mà cái lớp sơn bị chóc nè, thấy ánh nắng nó ăn oxy quá ghê không anh em, thấy chưa đó. Còn mấy cái này nó ăn khiếp thiệt chứ. Cái này là cái video chủ yếu bằng chứng để cho anh em thấy được cái điều này ha. Nhiều anh em không có biết đâu, nhiều anh em cứ nhà mới ráp năng lượng đâu có biết được mấy cái này. Nó ăn kinh khủng luôn á, nó ăn nắng nha, mình nói là nó ăn nắng. Tốt nhất là người ta nên quét hoặc người ta quấn gì kỹ lại ha, càng kỹ càng tốt. Rồi thôi anh em á, để mình làm cho nó xong cái này, video này kết thúc nha. Anh em mà đang có nhu cầu về đó, những cái đồ mà nãy dụng cụ mình làm á, anh em có liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Rồi cảm ơn ha, xin chào, hẹn gặp lại. Đây bồn nước ha, đó gắn như thế đó. Sử dụng cái bồn này thì nó sẽ không có bị không có sợ điện giật nha anh em. Đó, quay lại cho anh em thấy cảnh nữa. Này, em quét thêm lớp nữa. Nắng lên rồi. Rồi, cảm ơn nha. Xin chào, hẹn gặp lại.